Hello, everybody. Welcome to Health VKT. Chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Lôi Động H5, một em H5 lực chiến tiền tỷ hả? Cũng như là ở lộc lực chiến sau tiền tỷ được đúng không? Em nói sai sai. Hộp lực chiến tỷ tỷ và tiền thì tỷ tỷ luôn, nhưng mà có xài hết được hay không thì đó lại là một câu chuyện khác nha các bạn. Đó, đầu vô thì nó hồi ơi à, lụm luôn nè. Ok, hồi ơi lên VIP 30 luôn. Wow, nhận quà nào. Nó vừa vô chưa gì hết mà chúng ta đã có được VIP 30 rồi các bạn ơi. Wow, thật là vi diệu đúng không? Nó ăn được quà nạp đầu rồi cái kiểu nạp đó, vé nạp đầu lụm luôn. Ok, ủa sao lụm được ta? Đó, đó 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 nó móc nạp nữa nè, quá trời luôn. Vừa vô chưa gì hết mà một đống đồ rồi nè. Trời ơi, ok, đến với thông tin server để đi nhập code nha. Rồi rồi, đây. À, như nó hơi bự đúng không? Ok, hơi bự thì mình lấy nó ra, mình thu nó nhỏ lại, mình kéo nó qua. Rồi, đây, Lôi Động H5 truyền kỳ tái hiện khai mở server 20 vào 15 giờ ngày 19 tháng 11 2022. Chơi game Lôi Động H5.com VIP 33. Ủa, VIP 30 mà. Cộng BMW cộng 22.222.222 kim nguyên bảo cộng level 101. Bản new update cực nhiều skin đẹp hấp dẫn, chế độ săn boss nhận thẻ nạp full 100% tính năng mới, danh hiệu VIP nạp tặng danh hiệu ít số hả? Đây ít số đây, nổi thì có sách, mách thì có hai cái trứng đây. Ít số nè, nó kéo xuống cái này thì hình như là nghe nói là có thể cách tầm theo ý của các bạn ha. Đó, ít số nó số rất nhiều luôn phải không? Lực chiến không đó các bạn ơi, nó nhìn mà đã con mắt chưa, rất nhiều luôn. Wow, gì Vũ Thanh Bình rồi nè ha, nó Quang Vinh rồi nè, quảng cáo Bảo Nam rồi nè ha, đó thì ví dụ để cho là heo với KT đồ này nọ đều được ha. Đó, ok không? Đó. Rồi, đây sự kiện Loan Tin Live Share nhận phần quà 1.000 vé boss giả ngoại, 1.000 vé thần vật boss và 300.000 cường hóa thạch đá đổi thời trang được 100.000 Long Châu 7 sao nhân 2 ha. Nhưng mà muốn mấy cái này thì nhắn tin nhạc pin như vậy á. Đây, đó, code này ha, code chúng ta sẽ nhập ở trong game luôn nha các bạn. Ngay cái phần mà phúc lợi nè ha. Đó. Đâu rồi? Đây. Này dư nè, dư khoảng cách nè, đó. Rồi, nó nhận quà, nó thời trang được rửa. Ok, mỗi lần vô thì nó sẽ bị như vậy nên là chúng ta sẽ nhập code hết một lần luôn ha. Hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, đó. Ok hết rồi đúng không? Hết rồi đây. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè ha. Đó, qua đâu đây 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 đây, BMW là cái cục đó đúng không? Nè đúng rồi nè, đó. Một viên một lực chiến lên quá trời luôn. Đây một ông mà hai bà đó, một cái nữa nè. Rồi bây giờ heo sẽ chạy cái nhiệm vụ tân thủ để mà lên level mở cái đánh boss nữa. Ok, đợi heo tí vài giây thôi. Rồi cuối cùng cũng lên được level và bây giờ chúng ta đi nhận quà nè ha. Đó, cái nào mà có huy thì chúng ta sẽ nhận hết nha. Đó. Ok, tiền thì chúng ta là có bao nhiêu đó rồi. Đây 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 đây, trời ơi. Nhận quà nào. Rồi
thần binh hoạt động. Hoạt động gì vậy? Nạp nhận quà hay gì đây? Như là vậy các bạn ơi. Ủa, quà gì quá trời vậy? Đó, rồi ở đây đổi đồ hay gì nữa nè. Ôi, tích lũy nạp nữa nè hả? Đó, nhận kim nguyên bảo. Rồi đổi đồ, đổi gì vậy? Chị tiên đan hồ lô. Ủa, không đổi được thời trang nữa ta. Thần binh đồ nè. Đó, lực chiến vô sông tỷ tỷ đồ. Đây có cái nữa nè. Gì vậy? Cao cấp kinh mạch tiền học. Rồi rồi ơi, những thứ mà mình muốn có lại không có. Hải vương đồ. Rồi để nó đi. Mình nghĩ là tắt cái này đi. Mình sẽ đi đánh boss à. Quên, mình phải chuyển sinh xong mình mới đi đánh boss được các bạn à. Đúng rồi, chuyển sinh. Mình còn chưa cắn đây, ai siêu cấp chuyển sinh đan. Rồi túi quà thời trang đâu ta? Thời trang hồi nãy có mà. Đây. Ủa, không vô được hẳn luôn hả? À, cái này nó không bước kích lên các bạn ơi. Cái này là vô mình tự kiếm nè hả? Chứ nó không bước kích lên luôn cho mình. Ok, lại thêm vài tỷ lực chiến. Cầm cái kiếm này hơi xấu nha. Rồi rồi, đây, thấy rồi, phải không? Đó, đúng rồi, hộp nè. Rồi, bây giờ tới cái cánh. Cái cánh này hình như nó có hai cái lận. Đây. Cái cánh này nó nằm bút ở trên á. Một cái cánh này. Ok, kích hoạt cái cánh này. Rồi cho con này cái cánh này. Rồi chúng ta còn cái cánh nữa. Đây, mỗi đứa lấy một cái. Sủng ấn đâu hả? Ấn mình có không ta? Thiên thu, triều tịch gì nè, cũng không có. Vũ khí thì đây con cây nè, lụm liền. Kéo ra nữa coi, hình như còn không ta. Hết rồi. Chuẩn bị kỹ lưỡng để đi đánh boss gì hết các bạn ơi. Ok, không biết đánh boss ra được quà hay gì không? Quên nâng cấp chuyển sinh. Chúng ta phải lên chuyển sinh chúng ta mới đi đánh boss được. Quên. Chưa già mà đã lẩm cẩm rồi. Chúng ta được chuyển sinh 17 nha các bạn. Rồi bây giờ thì đi bí cảnh nào. Bí cảnh và thần vực. Rồi thấy không có gì rồi. Càng hôn đen. Người thần binh thần trang đồ hả. Bí cảnh. Đây. Thần vực. Rồi đây được quà nạp các bạn ơi. Vậy là chắc nó nằm ở thần vực không ta. Hay là đánh phải có một số lần nhất định thì nó mới rớt random ta. Em nghĩ là nó sẽ rớt random á. Thì nếu như vậy thì chúng ta phải đi đánh rất là nhiều mới rớt được cái thời trang các bạn ơi. Đó. Nhưng mà lực chiến cũng đã khá nhiều ha. Ok, rớt được thời trang rồi nè. Đó, rồi kim nguyên bảo nạp nè ha. Đó. Thấy cái đường gì vậy? Cái rương đan gì đó. Gì đây, lôi địch chi nhận hả? Rồi. Với cái lực chiến này thì mấy cái bí cảnh 70, 80 này chắc vô gõ cái một. Rồi xong luôn, dính rồi cái này luôn. Đậu xanh đó. Cái này hơi chua, nhưng mà chắc là ra được đồ VIP hay gì mà đánh khá là lâu các bạn. Đó. Thôi nhưng mà đâu có thời gian đâu mà đứng đây đánh. Đánh cái đó là có đồ ngon á. Đây, chúng ta sẽ vô bảng xếp hạng ngắm top ha. Đây. Ok, bãi biển đầy nắng. Rồi đó, tướng đồ rất là nhiều ha. Đó, wow. Set này đẹp ta. Ok nè ha. Đó. Rồi, link heo sẽ để dưới phần mô tả ha. Android, iOS, PC gì đều chơi được hết nha các bạn. Ok nha. Đó, server mới sẽ được open vào 15 giờ nha. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh. Ok, bye bye.